Ủa, chào. Chào mọi người, thì chúng tôi đang có mặt tại căn nhà của chúng tôi trước khi mà cưới nhau. Thì bây giờ chúng tôi thăm lại. Đi đâu ăn cơm đi. Dễ thương quá. Dạ. Cái này đúng với cái câu gì Quỳnh? Vợ chồng mình nghèo nên cùng nhau nỗ lực. Hai đứa con khờ. Ba đứa rồi. Ba đứa con khờ làm động lực cho đôi ta. Câu tiếp theo là gì ta? Chỉ mong sao đôi mình khấm khá, đôi tay này vẫn nắm chặt lấy nhau. Xin mời mọi người cùng tham quan nhà của Lâm và Quỳnh nha vị nha. Đây cái căn nhà rất là ý nghĩa của Lâm và Quỳnh ngày xưa. Đó. Ok chưa? Chiều là hai chồng vô đây. Vô nhà chơi. Để dễ thương không? Đã tối là hai chồng sẽ ngủ đây. Nồi cơm điện, đó, nấu cơm, nấu ơ đồ. Thì rồi cái này cái ấm đun sẽ tóc Quỳnh bán này luôn đúng không? Dạ. Nhiêu này nhiêu? 100. 100 ngàn cái nồi này Quỳnh bán không? Có luôn, nhiêu? Hết rồi. Hết rồi, cái bếp này Quỳnh bán luôn nè. Có luôn. Nhiêu? Sale 500. Sale, giữ về sale 500 giữ về. Ôi, cái này mua mất tiền lắm. Vậy đó hả? Dạ đó quý vị. Cambodia. Dạ thưa quý vị đó, vợ chồng nghèo đó nên cùng nhau nỗ lực nha vị nha. Đây là cái căn nhà kỷ niệm, không phải là quay clip quay ơ nha quý vị nha. Thật sự đây cái căn nhà của Lâm với Quỳnh ngày xưa là kỷ niệm của hai đứa luôn. Cho nên hả, nhiều khi mà buồn cái hai chồng ra đây chơi để mà tâm sự ôn lại kỷ niệm ngày xưa. Đó, dễ thương không? Quạt máy quạt ơ đồ. Bếp ga Quỳnh bán đúng không? Nhiều bếp ga. Hết luôn hả? Dễ thương lắm. Trời ơi, vô nhà chơi sao mà buồn vậy? Trời đất ơi, rồi hai cái mình Tết nè. Cho. Bài gì vậy? Mấy lái vậy? Đừng có nói quên Quỳnh ơi. 13. Kinh. Rồi, bảo bình không? Không. 4. 5. Có 4 không? Có. Đánh đi, lấy 5 lên. 4. 4 gì? 4 đỏ. 4 đỏ hả? 5. 7. 10. Rồi. Heo mày. Heo đen. Heo đỏ. Chặt mày. Tới gì nữa? Chặt có chặt không? Không. Tử. Trời, thúi hả? Thúi. Thúi một con heo, hai con heo, thúi ba đôi thông mà bị nhỏ hơn nữa. Giờ tối nay mày chết mày với tôi. Trời ơi. Đó đã thua ta rồi, chết. Hết chuyện. Ủa chưa về nữa à? Quá trời mệt quý vị ơi. Đó, vui hai chồng vui vẻ quá trời. Cái màn cưng quá ha. Hãy thương không? Nhà hãy thương không Bình ha. Nhưng mà hạnh phúc. Nói chứ cái này quý vị là làm nhà Lâm cho mấy anh chị gọi là phụ hồ ha. Làm gì Quỳnh? Phụ hồ ở nhờ thôi. Chứ ở nhờ trên đất. Đó cho nên xuống đây thăm rồi nọ nè. Bà Quỳnh mới cho mấy cái nồi đồ mấy anh chị làm ở đây hả Quỳnh? Dạ. Mấy anh chị làm thượng hồ này nọ đó, cái hãy cho mượn đất rồi xây cái này lên. Vợ chồng đi tứ xứ này nọ đó, cho nên mấy chồng xuống thăm rồi này nọ thôi. Một tiểu phẩm vui vẻ đồ, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và hưởng cái Tết thật là ấm no và hạnh phúc cho mọi người nha. Tại vì xuống đây mình thấy mình phải trân trọng cuộc sống mình đúng không? Thấy nhiều khi mà họ gọi là rày đêm mai đó đó quý vị. Mà hai vợ chồng sống trong căn nhà gì mà lúc nào cũng vui á, lúc nào cũng cười tươi á, đó là hạnh phúc luôn. Cho nên đó mình nhìn cái tự nhiên mình cảm thấy mình may mắn hơn rất là nhiều. Đúng không Quỳnh? Mấy chị phải đi làm theo con cái nữa. Rồi mấy bà con cái đồ tí thương lắm vậy. Mà ở nhờ trên đất á, là tại vì á, đất của ba Lâm á, ngày xưa để lại đó.
cái hả cho mấy anh chị đồ đóng ở đây để mà anh chị đi làm, thấy thương lắm, tự gọi là bên cạnh nhau rồi nọ. Thôi tạm biệt mọi người đi ha. Dạ. Vợ chồng mình cùng nghèo nhau nó được, có được khởi động được hết tư.